Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn pháp luật kinh tế lĩnh vực đầu tư nước ngoài do Hà Nội Law Firm thực hiện. Thưa quý vị, hiện có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, và một trong những hình thức phổ biến mà các nhà đầu tư lựa chọn chính là thành lập các tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư cần hiểu rõ về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp phải lấy ý kiến, nhằm cung cấp một số thông tin gợi ý về thủ tục. Hôm nay chúng ta tham gia thảo luận với hai luật sư đến từ hãng luật Hà Nội Law Firm. Chương trình được thực hiện bởi hãng luật Hà Nội Law Firm với sự tài trợ chính của tập đoàn Biển Đông. Vâng, xin cảm ơn hai luật sư đã đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Thưa luật sư Minh Anh, luật sư có thể cho biết dự án nào cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được không ạ? Vâng, tôi sẽ trả lời câu hỏi như sau. Căn cứ theo khoản 1 điều 36 Bộ luật Đầu tư 2014 thì các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đó ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, và trường hợp thứ hai là dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc khoản 1 điều 23 của luật đầu tư 2014. Vâng, thưa luật sư Minh Anh, thì theo tôi được biết có hai trường hợp cần cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, đó là trường hợp phải lấy ý kiến và trường hợp không phải lấy ý kiến. Vậy thì trường hợp nào phải lấy ý kiến ạ, thưa luật sư? Trường hợp phải lấy ý kiến thì đó là những cái ngành nghề mà Việt Nam chưa cam kết, hoặc ngành nghề dịch vụ không quy định tại biểu cam kết dịch vụ giữa Việt Nam và WTO, và những điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tất cả những cái trường hợp mà tôi vừa nói trên đều phải lấy ý kiến. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của luật sư Minh Anh. Vậy thưa luật sư Hồng Mai, bộ hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần có những giấy tờ gì ạ? Về thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm là một bộ gốc và hai bộ bản sao, bao gồm văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức. Thứ hai là đề xuất dự án đầu tư, bao gồm các nội dung nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính và bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ, thỏa thuận thuê địa điểm hoặc là tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện các dự án đầu tư. Và thêm nữa là phải có giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật, sơ đồ tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính, hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Vâng, thưa luật sư, vậy thì đối với thị trường kinh tế Việt Nam hiện nay, việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và trường hợp phải lấy ý kiến thì gặp những khó khăn gì ạ? Trong thủ tục này thì khó khăn sẽ xảy ra khi nhà đầu tư đăng ký lần đầu, còn khi mở rộng dự án hoặc là đăng ký dự án thủ tục sẽ dễ dàng hơn. Vâng, xin cảm ơn luật sư Hồng Mai vì những chia sẻ của luật sư ạ. Thưa luật sư Minh Anh, vậy thì thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư với trường hợp phải lấy ý kiến thì thủ tục như thế nào ạ? Thủ tục thực ra rất là đơn giản, chỉ gồm có 3 bước thôi. Bước thứ nhất là nộp và tiếp nhận hồ sơ. Cá nhân tổ chức sẽ kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, và sẽ có thể vào một trong hai trang web sau, đó là đầu tư nước ngoài.gov.vn hoặc là trang web fdi.gov.vn. Sau đó sẽ nộp trực tiếp
tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ, trả giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân tổ chức. Đến bước thứ hai là giải quyết hồ sơ, phòng chuyên môn sẽ xem xét tính hợp lệ, hồ sơ đã được hay chưa, có phù hợp với điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không, rồi trình lãnh đạo sở phê duyệt để giải quyết hồ sơ. Đến bước thứ ba là trả kết quả, cá nhân tổ chức sẽ được nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Lưu ý khi nộp hồ sơ và nhận kết quả thì người làm thủ tục phải mang theo các giấy tờ như là giấy tiếp nhận hồ sơ này, giấy hẹn trả kết quả này và quan trọng nhất là mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Còn trường hợp mà nhà đầu tư và doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thì phải có giấy ủy quyền mang theo khi mà đến nơi để nhận kết quả. Vâng, xin cảm ơn luật sư Minh Anh về những chia sẻ của luật sư ạ. Thưa luật sư Hồng Mai, trong thị trường kinh tế Việt Nam hiện nay thì việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn ạ. Vậy trong trường hợp này thì những khó khăn gặp phải là gì ạ? Trong cái thủ tục này thì khó khăn sẽ xảy ra khi mà nhà đầu tư đăng ký lần đầu. Còn khi mở rộng dự án hoặc là đăng ký dự án thì thủ tục sẽ dễ dàng hơn. Và khi đó nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan quản lý đầu tư. Hơn nữa, vẫn còn một số thủ tục khác gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như việc chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Về vấn đề địa điểm đầu tư trong việc đề xuất dự án đầu tư thì hiện nay có rất nhiều tòa nhà khi mà xây dựng xong nhưng mà chưa hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Khi nhà đầu tư tiến hành thuê thường không biết việc này vì bên cho thuê sẽ cam kết là chấp nhận của cơ quan nhà nước sẽ là hỗ trợ tối đa, từ đó dẫn đến tất cả hồ sơ hoàn chỉnh, duy nhất có địa điểm trụ sở thì không đáp ứng và không được cấp phép. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của luật sư Hồng Mai. Cảm ơn hai luật sư đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, với những chia sẻ trên đây, chúng tôi rất hy vọng có thể giúp quý vị giải đáp phần nào những băn khoăn thắc mắc trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đối với trường hợp phải lấy ý kiến. Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ tới số điện thoại 1900 6176 hoặc địa chỉ email hanoilaw@gmail.com, hoặc quý vị có thể tham khảo thông tin trên kênh YouTube của Hà Nội Law Firm. Hà Nội Law Firm rất hân hạnh được đồng hành cùng quý công ty trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài. Trân trọng.